trời trong trắng, dầm mưa dãi nắng mà em biết yêu trắng đẹp ngày dăm. Anh biết mặt em một chiều bên thềm, giọng hò êm đềm và đôi mắt em long lanh sâu rèm. Ai hát ngoài áo chừng ngồi giặt áo, giọng hò êm quá mà anh ngỡ ai xót mật vào lòng. Anh cuốc vườn sau mặt trời trên đâu, ruộng vườn lên màu vì em ước mong đây đó chung lòng. Đằng sơn keo núi cao em cũng trèo, sông sâu em cũng lội, vạn đèo em cũng qua. Gió lay cành đa, anh thương em thật thà. Mưa lay hoa cà, da em quá mặn mà và thương bao giọt mồ hôi đẹp má mặt môi. Trầu cày một buồng cau trắng, một buồng cau trắng mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng. Một túp lều tranh, một vầng trăng tròn, một vầng trăng tròn mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng.
pyramids from ancient Egypt have always been considered the pinnacle of human achievement for their mastery in craftsmanship, attention to details, and commitment to perfection. In the process of seeking perfection, our spa chair offers unparalleled craftsmanship, meticulous design, and an unwavering commitment to elegance. In the cocoon of our spa chair, one cannot escape the sensation of empowerment, akin to the royalty of ancient times. As you recline upon its finely detailed contours, it's as if you're transported through time, echoing the grandeur and sophistication that once graced the throne rooms of pharaohs. In any salon, customers will relish the euphoric experience while seated on our privé lounge. Thank you for the wonderful experience. Lexor, the key to salon success.